Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị các bạn, Liên đoàn bóng đá UAE mới đây đã phủ nhận chuyện không bán vé cho các cổ động viên trong trận chung kết của bảng G với Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Trước phản ứng dữ dội của các cổ động viên Việt Nam tại Dubai UAE về việc là không mua được vé, thì Liên đoàn bóng đá nước này khẳng định là đã bán vé cho các cổ động viên đội khách vào sân xem trận giữa UAE và tuyển Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 thì ban tổ chức chủ nhà đã làm việc với VFF về vấn đề này. Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh cho biết là phía UAE khẳng định đã bán vé cho các cổ động viên Việt Nam. Điều này đồng nghĩa là cuộc đụng độ với UAE vào tối ngày mai, tuyển Việt Nam tiếp tục có sự đồng hành và tiếp sức từ khán đài của cổ động viên Việt Nam. Theo quy định ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G, AFC cho phép 30% số khán giả được vào sân và số lượng chính xác sẽ được đưa ra sau khi tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu. Số lượng vé này được chia đều cho hai đội bóng tham gia thi đấu nếu không có đội chủ nhà. Đối với trận đấu có sự tham dự của tuyển UAE, các cổ động viên đội khách được mua tối đa là 10% trong tổng số vé phát ra. Thông tin từ VFF cho hay có khoảng 250 vé dành cho các cổ động viên đội khách được ban tổ chức bán ra và đã được mua hết. Toàn bộ vé được bán qua hình thức online. Trước đó thì nhiều cổ động viên Việt Nam tại Dubai cho biết là họ không thể mua vé vào sân. Điều đáng nói là ban tổ chức bán vé ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia khiến tất cả không kịp trở tay. Do khu vực dành cho các cổ động viên đội khách được thông báo hết vé, các cổ động viên Việt Nam hiện đang phải mua lại vé của các cổ động viên UAE, nhưng việc giao dịch đang gặp nhiều rủi ro. Trong hai trận đấu vừa qua thì tuyển Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ của bà con Việt Kiều đang sinh sống và làm việc, học tập tại UAE. Nhờ sự ủng hộ của các cổ động viên tại UAE, Ngọc Hải và các đồng đội có thêm nhiều động lực để giành chiến thắng trước Indonesia và Malaysia. Theo quy định của ban tổ chức thì khán giả vào sân được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi vào sân, đồng thời đảm bảo các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt. Thầy Park sẽ hạ UAE với cái duyên lạ. Thưa quý vị các bạn, có mặt trong nhóm 12 đội mạnh nhất ở vòng loại World Cup khu vực châu Á là mốc son chói lọi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng hơn thế thì là điều có lẽ không thể, bởi thực lực đội tuyển của chúng ta cũng như của cả nền bóng đá nước nhà chưa đủ cho giấc mơ đó là lọt vào vòng loại World Cup. Mốc son chói lọi đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nắm trong tầm tay, bởi dù có thể thua UAE trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở khu vực châu Á thì họ vẫn nắm trong tay hơn 90% cơ hội đi tiếp. Nhưng sẽ rực rỡ biết bao nếu tuyển Việt Nam chí ít là cầm hòa được đối thủ mạnh UAE hoặc là thắng đối thủ này để đường hoàng cầm tấm vé trong tay, rạng rỡ ngước mặt cùng châu Á. Khi đó thì con đường đi tiếp vẫn còn nguyên khó khăn, nhưng về mặt tâm lý, các cầu thủ Việt Nam sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và biết đâu đó với tinh thần ấy, họ sẽ vượt qua được Thái Lan khi có được ít nhất một trận thắng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Làm được điều đó hay không, tất cả đang phụ thuộc rất nhiều vào một công thần tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, và mỗi trận ra sân của người hùng đó rất có thể sẽ là trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Việt Nam với ngôi sao năm cánh chói lọi trên ngực áo. Gần 4 năm về trước khi chính thức nắm đội tuyển Việt Nam, từ con số 0, huấn luyện viên Park Hang-seo được ông thầy tạm quyền Mai Đức Chung trao cho một bảo vật. Bảo vật đó mang tên Anh Đức. Ngày đưa Anh Đức quay trở lại trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam trong cơn dầu sôi lửa bỏng, ông Mai Đức Chung đã từng van nài bằng tình cảm để đưa đứa con bị ruồng bỏ của bóng đá Việt Nam trở lại khoác lên mình chiếc áo với niềm tự hào mang tên Việt Nam để giải cứu cho đội tuyển quốc gia cũng như các cầu thủ trẻ sau thảm họa mang tên Hữu Thắng ở AFF Cup 2016 và đỉnh điểm là SEA Games 2017. Anh Đức từng mang trên người cái án oan không thể bày tỏ cùng ai khi bị Hữu Thắng khoác lên cái tiếng là từ chối làm nghĩa vụ quốc gia, để rồi chưa từng hình dung ra một ngày nào đó mình lại khoác lên mình chiếc áo đó đầy tự hào ở tuổi ngoài 30 cùng giấc mộng được một lần trở thành người hùng dân tộc. Trong bàn tay của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Anh Đức sống lại một giấc mơ cao đẹp nhất của một đời cầu thủ bóng đá. Và trong tay huấn luyện viên Park, anh là người đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh vinh quang thêm một lần nữa sau 10 năm chờ đợi là chức vô địch AFF Cup 2018. Ngày nâng chiếc cúp vinh dự trên tay, chắc hẳn là anh Đức đã trào nước mắt. Vinh quang đạt được này giúp anh có thể đàng hoàng đối mặt với Công Vinh, người từng cùng Hữu Thắng đẩy anh vào cái án oan ngày xưa. Nếu như anh Đức là sự lựa chọn tuyệt vời của huấn luyện viên Park Seo với sự tin tưởng tuyệt đối của ông, thì Tấn Trường bây giờ là sự lựa chọn thứ hai của ông thầy người Hàn Quốc sau Đặng Văn Lâm.
Nhưng sự đánh giá cao dành cho cựu công thần từng dính án oan cũng chẳng kém gì anh Đức ngày nào là hoàn toàn có thật. Cách đây 2 năm, không mấy ai có thể nghĩ rằng là Tấn Trường có ngày trở lại tuyển Việt Nam và càng không thể nghĩ rằng anh sẽ là điểm tựa vững chắc trong hai trận quyết định với Indonesia và Malaysia, những nấc thang quyết định đưa tuyển Việt Nam đến tột đỉnh vinh quang. Cũng như anh Đức, ngày này với Tấn Trường sẽ có thể chỉ nằm trong giấc mơ, nhưng cũng như anh Đức thì sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc đã đem lại cơ hội cho anh và cả hai công thần với an oan ngày nào trên người đều cực kỳ nỗ lực và thành công. Rất có thể là trận đấu tới với UAE sẽ là trận đấu cuối cùng của Tấn Trường được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Bởi vẫn còn đó một Đặng Văn Lâm sừng sững, ra quân lần này Tấn Trường chẳng có gì để mất, nếu như thành công anh sẽ có tất cả. Chỉ cần giữ sạch khung thành, Tấn Trường sẽ đưa tuyển Việt Nam của thầy Park lên đỉnh cao chói lọi. Thủ thành người Đồng Tháp hiểu rõ điều đó và chắc chắn là anh sẽ chiến đấu như chẳng còn có ngày mai. Và với Tấn Trường, thầy Park sẽ cho tất cả thấy trong tay ông viên ngọc nào cũng có thể sáng chói, chứ chẳng riêng gì Câu Phượng hay Quang Hải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.